Ngày 3 tháng 3, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghỉ vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an Nhân dân 2021-2023. Trong 2 năm tại ngũ, 166 chiến sĩ đã tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tăng cường thực hiện đề án 06 của Bộ Công an, góp phần vào những thành tích chung của Công an tỉnh, qua đánh giá có 56 lượt chiến sĩ được các cơ quan đơn vị tặng giấy khen, 6 chiến sĩ trúng tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2022. Nhân dịp này, đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc công an tỉnh đã trao giấy khen cho 9 chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.